Mốc Mũi Cao Hông Năm này thì độ cao so với mặt nước biển nó rơi vào khoảng độ 1.050 m, quãng đường thì nó rơi vào gần 2 km, bậc của nó 1.689 bậc. Những cung đường tuần tra biên giới rồi những khung cảnh núi rừng trùng điệp đấy là những cái tiếp thêm sức mạnh cho cán bộ chiến sĩ chúng tôi để trong quá trình bảo vệ Tổ quốc. Chủ quyền an ninh biên giới được bình yên, bà con nhân dân được an toàn, cái địa bàn chúng tôi là đảm bảo được an ninh lúc nào cũng giữ vững, thì lúc đấy là cái mong ước của tôi lúc nào cũng thế.